Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi với 450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 91,28%. Trong đó đáng chú ý về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho biết, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Đồng thời giao thống đốc ngân hàng nhà nước quy định phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng để phù hợp với tính chất và hoạt động của lĩnh vực ngân hàng. Về can thiệp sớm tổ chức tín dụng, có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng quy định tổ chức tín dụng phải thuyết minh rõ số dự phòng rủi ro chưa được trích lập, số lãi phải thu phải thoái chưa phân bổ trong báo cáo tài chính, bao gồm cả báo cáo tài chính niêm yết công khai tại dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự thảo luật đã quy định việc công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt. Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng quy định về dự phòng rủi ro chưa được trích lập, số lãi phải thu thoải mái chưa phân bổ, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định 55 ngày 17/1/2024 phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về mục tiêu định hướng phát triển, trong đó về thăm dò và khai thác than tập trung, thăm dò nâng cấp tài nguyên than hiện có, đẩy mạnh việc thăm dò các mỏ mới, đảm bảo công tác thăm dò luôn đi trước một bước, phấn đấu sản lượng than, thương phẩm khai thác, không bao gồm than bùn giai đoạn đến năm 2030 đạt khoảng 45 đến 50 triệu tấn một năm và giảm dần trong giai đoạn 2031-2045. Về thị trường than, hình thành thị trường than với nhiều người bán và nhiều người mua, đa dạng hóa nguồn than và đầu mối cung cấp than cho các hộ tiêu thụ trong giai đoạn đến năm 2030. Phấn đấu vận hành thị trường than cạnh tranh đầy đủ tại các phân khúc thị trường than sau năm 2030. Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày hôm nay 18 tháng 1 được dự báo sẽ đồng loạt tăng. Cụ thể giá xăng RON 92 và xăng RON 95 sẽ tăng khoảng 400 đến 500 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu có thể tăng tối thiểu 500 đồng một lít một ký. Nguyên nhân là do giá xăng dầu thế giới xu hướng tăng so với kỳ trước. Trên thị trường thế giới vào lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 1 giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch tăng 0,2% lên mức 78,29 đô la Mỹ một thùng. Trước tình hình giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 18 tháng 1. Nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng trong nước sẽ có kỳ tăng lần thứ hai kể từ đầu năm 2024 đến nay. Để đảm bảo an ninh an toàn cho khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã tăng cường triển khai công tác, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, đồng thời tăng cường công tác tuần tra phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Cửa khẩu quốc tế Cha Lo là đầu mối trung chuyển, trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước Lào, Thái Lan, Myanmar. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người với khoảng 800 phương tiện xuất nhập cảnh lưu thông qua lại. Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động tại cửa khẩu càng nhộn nhịp hơn. Lực lượng biên phòng cửa khẩu đã triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, đảm bảo an toàn tài sản cho tài xế và hàng hóa. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng tăng cường tối đa quân số, tăng thời gian làm việc để xử lý kịp thời thủ tục, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phương tiện, đảm bảo túc trực quân số 24/24 giờ. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức đưa vào sử dụng hệ thống vé điện tử, trực tuyến, liên thông, đa phương thức. Theo đó, khách tham quan không bắt buộc phải đến tận quầy để mua vé vào thăm bảo tàng, mà có thể mua vé trực tuyến thông qua ứng dụng Du lịch Quốc gia, Du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel trên điện thoại thông minh, liên thông với các điểm đến khác bán vé tham quan liên tuyến, mua vé một lần ở một điểm và sử dụng ở nhiều điểm. Đặc biệt, hệ thống vé điện tử này cho phép một đoàn khách chỉ sử dụng một vé duy nhất cho toàn bộ thành viên trong đoàn. Hiện nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng là đơn vị đầu tiên trong hệ thống các bảo tàng ở Việt Nam áp dụng hệ thống vé điện tử. Với việc tăng cường chuyển đổi số, năm vừa qua, lượng khách đến bảo tàng đã tăng trên 20% so với năm 2022 và đang trên đà phục hồi, phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin cập nhật trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.